Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì lâu lắm rồi mình cũng không ra video. Thì đợt này mình khá là bận nên là hôm nay mình có nhận được cái V-Smart này các bạn. Đấy. V420A nhá, bị khóa tài khoản Google này. Con này Android 10 nhá các bạn. Đấy. Thì mấy con này các bạn cài như level 8 thì nó sẽ không kích hoạt được đâu nhá, nó chỉ có xoay thôi nhá. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách mà để bypass Google con này nhá, Android 10 nhá. Các bạn có thể áp dụng cho tất cả các dòng V-Smart nha. Đây, mình test trên con V420A nhá. Rồi ok, mình deport lên này. Thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái sim nhá, sim có danh bạ không được, không có phải có danh bạ nhá. Đấy, thì để mình khởi động lên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Rồi ok này bạn, đấy thì bây giờ mình sẽ kích hoạt vào nhá, cho các bạn xem nhá. Đây, tiếp này, các bạn nhớ gắn cho mình một cái sim nhá, sim có danh bạ nhá các bạn. Rồi ok, thì ở đây nó sẽ yêu cầu mật khẩu này hoặc Google nhá, không có một trong hai cái này sẽ không vào trong được nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn cho các bạn cách bypass nhá. Rồi ok, mình quay lại này, các bạn sẽ ấn vào khẩn cấp này cho mình nhá. Tiếp theo các bạn ấn vào thông tin khẩn cấp cho mình này. Rồi ở đây thì các bạn ấn vào cái bút ở đây cho mình nhá. Tiếp theo các bạn ấn vào thêm người liên hệ này. Rồi thì các bạn có thể chọn một trong những số trong danh bạ của bạn nha. Đấy. Rồi ok, các bạn ấn vào cho mình này. Các bạn ấn vào phần gửi tin nhắn cho mình này. Đấy. Các bạn sẽ ấn cho mình chữ youtube.com nha. Đấy, các bạn gửi. Thì khi các bạn gửi nó sẽ hiện lên như này. Đấy, các bạn ấn vào. Đây. Đây, nó sẽ hiện cái link YouTube lên như này nha. Các bạn ấn vào cho mình này. Tiếp theo các bạn ấn vào hình người ở ngay góc này cho mình nè. Các bạn ấn vào điều khoản và riêng bảo mật ở đây nhá. Điều khoản và dịch vụ nhá. Đấy. Các bạn ấn chấp nhận này. Rồi, ok. Thì bây giờ các bạn sẽ vào web vnzoom.bbat cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn ấn vào web cho mình này. Cách này thì mình chia sẻ khá là đơn giản, ai cũng có thể làm được nhá, rất là nhanh luôn. Rồi ok, thì các bạn sẽ tải cho mình cái app AP Launcher này về cho mình này. Các bạn chặn hoặc cho phép nhá. Bạn tải xuống cho mình này. Đấy. Đây thì các bạn chờ nó tải xong thì các bạn cài đặt cho mình. Rồi ok, tải xong thì các bạn ấn vào, các bạn cài đặt cho mình này. Cài đặt nha. Cho phép này. Bạn cài đặt cho mình. Rồi, ok các bạn mở nha. Tiếp này. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ vào cài đặt tiếp cho mình này. Đây, để mình vào thông tin cho các bạn xem nha. Đấy, con này Joy 2 nhá. Thông tin phần mềm này, phiên bản Android 10 nhá. Rồi ok, thì các bạn sẽ quay lại cho mình này. Các bạn sẽ vào bảo mật cho mình nhá. Đây. Các bạn chọn các thiết bị bảo mật khác này. Các bạn ở đây cửa sổ game này các bạn bật lên cho mình. Đây, các bạn bật cửa sổ game lên nhá các bạn. Đấy, xong tiếp theo các bạn ấn vào cho mình này. Đây, các bạn chọn khóa thiết bị màn hình này. Rồi ok, thì bây giờ các bạn sẽ cài vân tay hoặc đây mẫu hình hoặc mã pin tùy nhá. Đây mình chọn mẫu hình đi. Đấy thì mình sẽ chọn chữ Z nhá. Tiếp này, Z này, xác nhận này. Rồi ok, thì ở đây các bạn cài vân tay các bạn không cần cài nhá, các bạn bỏ qua cho mình đi. Đấy, các bạn quay lại cho mình này. Đấy, bạn quay lại từ đầu cho mình nha. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ các bạn sẽ kích hoạt lại cho mình này. Xem có ok không nhá. Đấy, thì đây này. Thì các bạn sẽ vẽ lại chữ Z lúc này các bạn cài cho mình này.
Đấy. Rồi ok thì nó sẽ có chữ bỏ qua ở đây nhé các bạn. Đấy, các bạn ấn bỏ qua cho mình này. Đấy, ok chưa? Rồi ok thì bây giờ các bạn sẽ kích hoạt vào thôi. Đấy. Ai mà mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và một chia sẻ nhá để ủng hộ mình nhá. Để mình cố gắng mình làm nhiều video hơn mình chia sẻ cho các bạn nhá. Rồi ok. Rồi như này là ok nhá các bạn. Đấy. Rồi ok, chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhá. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhá.